Có thể ít cái gì cả nhà, cái quá đã luôn cả nhà. Nè. Cái xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục đi soi ếch nha cô chú anh chị. Mình giấc này mình mới chạy lại tới đồng. Đồng này nước cũng cũ rồi cả nhà. Nước cũng hơn bữa hai bữa rồi. Thấy mạng phèn nó nổi trên mặt đất nhiều lắm. Cũng cũ hết trơn. Này người ta cũng chuẩn bị người ta dọn xả cả nhà. Rồi bây giờ người ta lên nước cũng hơi sớm. Nước cũng bữa hai bữa. Lên cũng cũng mấy mẫu à. Rồi ngày mới mình mến chúc bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình tối nay mình soi ở đây nha cả nhà. Rồi, coi có ớt thì mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Thấy ăn trước còn ớt nha cả nhà. Mình đi lại gần mình mới bấm máy được. Đây nè cả nhà. Thấy đây nè cả nhà. Đó. Có ít cái gì cả nhà. Cái quá đã luôn cả nhà. Nè. Cái cả nhà. Thật ý thiệt nó nghe lo lại nè. Quá êm. Rồi, chừng nào mình gặp ếch thì mình quay lại cho cả nhà mình xem nữa nha. Còn cái đầu tiên quá đã. Thấy ở trước còn hết nữa nha. Đây là cái nhà. Cái này ít đợt quá. Rồi được, thằng em ít đợt này nha cái nhà. Cá lý. Quá đấy nha. Mở cái lò nó lại gần cái lò. Sát bên cái lò luôn nè. Cái lò này đây nè. Không nghe nó kêu nha cả nhà. Giấc này sao không nghe nó kêu không biết nữa. Mở lo cái là thấy không à, chứ không có nghe nó kêu. Rồi đây mình dùng máy, chừng nào mình gặp ếch mình quay cho cả nhà mình xem nữa nha. Thấy hôm trước có thấy vừa hai con luôn cả nhà. Nó lặn xuống đây con nè.
ở đó còn cái nhà đó, nó bò đó cái nhà, nó bò tới đó rồi đó, đền bằng mọi này trước cái ở dính này cái nhà. Okay. Ít được. Đây con nè. Rồi. Mày ít được nữa. Cái gì? Hai chú. Quá im, quá im. Nó được hai cái đực nó nha cả nhà. Rồi chừng nào có nữa quay cho cả nhà mình xem nữa nha. Thấy lần trước con còn ếch nha cả nhà. Đây là cái nhà. Ít đực. Cũng được. Đực cũng cá lý ha cả nhà. Nghe cái lò mình tục ở bên đây nè. Lại dắt này kêu cũng lay gai vậy đó cả nhà. Giống giống phải. Không phải cái nhà. Chừng nào mình gặp có ếch nữa rồi mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Mình thấy hằng chữ con còn ếch nha cả nhà. Nó mập xuống rồi. Ây hiu, không biết chỗ nào đây nè. Rồi đây nè cái nhà. Nó nằm chỗ này nè. Dưới đứa rồi nè. Đực nữa cả nhà. Im ghê, không nghe con ếch kêu luôn. Im ru. Rồi, chừng nào có nữa anh quay cho cả nhà anh xem tiếp nha. Thấy ăn trước con còn ếch nha cả nhà. Biết phút nào mà nước này được mò hết trơn, được ngầu hết trơn cái này. Ở đây nè cả nhà. Ở đây.
thịt cải. Đây, dính này cả nhà. Chạy. Cải cả nhà. Quá đã cả nhà. Cây đã sức. Bỏ lửa. Nãy giờ cũng kêu lai gai trở lại sớm, giờ ít có nghe kêu tục cái lò nó lên không á cả nhà. Dạ không biết ha, không nghe nó kêu. Rồi để mình tắt nghe, chừng nào có ếch nữa mình quay lại cho cả nhà mình xem nữa nha. Thấy ăn chưa, con còn ếch nè cả nhà. Không biết nó nằm ở khúc nào nữa nè. Ở đây nè cả nhà. Hết nó ít gì. Ít cái á cả nhà. Quá đã cả nhà. Cái còn con nào không, nãy mình thấy giống hai con mắt đi bốn con mắt đó. Đen lát nữa rồi thấy rồi quay cho cả nhà mình xem tiếp nữa nha. Chắc này nó kêu cũng găng găng trời hết trơn đó cả nhà. Cái quá ngon. Thấy hôm trước con còn hết nha cả nhà. Đâu đây, đây, ở cái đây, đây đây. Đó. Nè cái nhà. Ở đực. Rồi, chừng nào có nữa mình quay cho cả nhà xem tiếp nữa nha. Chưa con còn ếch nha cả nhà. Thì vô miếng đất cày nè, không biết tìm được nó hay không nữa.
những chú nào nữa. Để mình mò chuyện này dính rồi mình quay lại cho cả nhà xem nha. Mình mò dính rồi nè cả nhà. Ít đực. Rồi, chừng nào mình gặp ếch thì mình quay cho cả nhà mình xem tiếp đó nha. Thấy ăn trước con còn ếch nè cả nhà. Nghe cái lò mình thục giờ nó lại. Sớm giờ không có bắt được cặp nào nha cả nhà. Hôm nay sao nó không bắt cặp không biết. Sớm giờ bắt còn là ếch lẻ không. À, đây là cả nhà. Cái cái cả nhà. Quá đã luôn cả nhà. Cái cũng tốt, hết sức tốt. Lò hình tục hai chỗ đó đó. Này cũng 2 giờ mấy rồi cả nhà mà chưa có bắt cặp. Còn ít lẻ không? Con này cái bụng con bóc luôn. Rồi, khi nào mình thấy có ếch nữa mình quay lại cho cả nhà mình xem nữa. Rồi, cái này mình cũng chuẩn bị về rồi cả nhà. Đó, được nhiêu đây nè cả nhà. Rồi ít lẻ không, không có bắt được ít cặp nào nha cả nhà. Rồi đây cũng cỡ 2 kg ngoài rồi cả nhà. Đó, này toàn là ít lẻ không à. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Cái này cũng 3 mấy 4 giờ rồi cả nhà, gần 4 giờ. Cái này mình thấy nó cũng không có còn kêu gì nữa, im ga. Rồi, thôi mình về luôn nha cả nhà.